Hi, xin chào các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với Top Sao Hàn, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí K-pop. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất có trong ngày. Sau chuyến công tác Pháp thì cô nàng Lisa đã đáp thẳng chuyến bay về Thái Lan để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi cạnh gia đình. Khác hẳn với những lần xuất hiện sang chảnh trước đó, lần này Lisa mang theo chiếc túi xách to oạch của thương hiệu Celine mà cô nàng làm đại diện. Không những vậy, dân tình còn phát hiện một điểm cực kỳ dễ thương cho thấy Lisa cũng có những phút giây lơ đãng đáng yêu như chị em chúng mình. Cụ thể thì netizen phát hiện Lisa đã quên không xé mác trên chiếc áo khoác bảy sắc cầu vồng của mình. Trước đó cô nàng còn từng diện chiếc áo này để chụp ảnh sống ảo bên trời Tây cơ mà. Thì trình độ soi đồ của hội chị em còn xịn mịn đến nỗi tiên ngay được chiếc áo crop top mà Lisa diện trong lần trở lại Thái Lan này. Được biết thì chiếc áo crop top này đến từ một thương hiệu Praying và có giá cũng siêu rẻ, chỉ $55, khoảng 1,2 triệu đồng. Ngay sau khi được chị em tăm tia thì chiếc áo này đã được bán sạch trong nháy mắt. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và hẹn gặp lại bạn vào những bản tin tiếp theo nhé.